Giảm cân luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của phụ nữ, bởi đây là tiêu chí đầu tiên trong chuẩn của cái đẹp nhất dáng. Nhì da, ngoài chế độ tập luyện thì chế độ ăn uống với các thực phẩm bổ sung luôn được các chị em chú ý đến. Gần đây, trong các loại sản phẩm giảm cân được ưa chuộng đã nổi lên một sản phẩm mang tên Sô-cô-la giảm cân chất Slim từ nước ngoài đã lan tỏa đến Việt Nam. Đây là loại sản phẩm giảm cân như thế nào và có tin tưởng được hay không? Mời bạn đọc qua bài viết dưới đây sẽ rõ. Giảm cân chất Slim là gì? Giảm cân chất Slim là loại thực phẩm bổ sung giúp giảm cân cho mọi người đến từ Nga. Tên gọi trước đây của sản phẩm này là Chocolate Slim và nay sản phẩm đã được cải tiến để tăng cường hiệu quả hơn, an toàn hơn với tên gọi là Chất Slim. Khác với các loại thuốc giảm cân khác, Chất Slim có mùi vị giống như một loại sữa sô-cô-la nên rất dễ uống và phù hợp với cả khẩu vị người Việt Nam. Nguyên lý giảm cân của loại thực phẩm giảm cân này chính là cung cấp năng lượng cho cơ thể một cách vừa đủ, làm người uống no lâu, không bị cảm giác thèm ăn hay gặp của người béo phì và tăng cường đốt cháy calorie trong cơ thể, ngăn tích tụ mỡ. Sô-cô-la giảm cân Chất Slim hay còn gọi là Chocolate Slim. Để thực hiện được cơ chế ấy, thành phần của thuốc giảm cân chất Slim bao gồm cacao, sữa và nhiều các chất quan trọng có tác dụng như sau. Canxi, làm giảm ham muốn thèm ăn trong khi vẫn mang lại nguồn dưỡng chất đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động cân đối. Canxi tốt cho xương và hệ hô hấp nữa. Các nhóm vitamin tổng hợp từ vitamin A, B, C, D, E và kali giúp tăng cường trao đổi chất, phân giải các chất hữu cơ, giải độc cơ thể một cách tự nhiên. Phaipho, ngăn chặn việc tích tụ các mô mỡ trong cơ thể bằng việc làm chậm tiến trình oxy hóa, hỗ trợ phần nào trong việc làm chậm tiến độ lão hóa. Ưu điểm của thuốc giảm cân chất Slim so với các loại thuốc giảm cân khác. Một số loại thực phẩm giảm cân được quảng cáo, tung hô rất tốt, rất an toàn nhưng đến khi sử dụng thì lại mang lại những hậu quả đáng tiếc cho người sử dụng như hao sức, da bị thủng, buồn nôn, cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng. Vậy sản phẩm chất Slim có rơi vào trường hợp đó hay không? Thứ nhất, thành phần của chất Slim hoàn toàn 100% là tự nhiên, không sử dụng các loại hóa chất, chất bảo quản làm diệt các mô mỡ như rất nhiều loại thuốc giảm cân trôi nổi khác ngoài thị trường. Vì thế bạn có an tâm về tính an toàn của sản phẩm này cũng như các tác dụng phụ nếu có cũng không đáng kể. Thứ hai, cơ chế hoạt động của sản phẩm chính là tăng cường trao đổi chất tự nhiên trong cơ thể để đốt cháy lượng calories dư thừa, lượng mỡ có sẵn trong cơ thể. Đây là cơ chế hoàn toàn tự nhiên và an toàn cho cơ thể. Chất Slim được xem là một trong những sản phẩm giảm cân an toàn và hiệu quả nhất hiện nay. Thứ ba, thay vì bạn phải giảm cân bằng cách nhịn ăn, kiêng ăn, cưỡng lại cơn thèm ăn của mình thì sản phẩm này vẫn cung cấp cho bạn năng lượng đầy đủ khiến cơ thể bạn không đòi hỏi nhu cầu thèm ăn nữa. Loại năng lượng mà Chất Slim cung cấp cho cơ thể là vừa đủ, là năng lượng không gây tích tụ mỡ thừa nên không gây tăng cân cho bạn như nhiều loại thực phẩm khác. Thứ tư, mùi vị của thuốc giảm cân Chất Slim rất dễ uống, thậm chí rất hấp dẫn như một loại sữa hay nước giải khát nên bạn dùng thuốc như là không dùng, rất thoải mái. Chính vì những lý do trên mà người giảm cân nhờ sản phẩm này thường không bị tăng cân trở lại, không gặp các tác dụng phụ nguy hiểm cũng như không phải trải qua những hình thức kiêng ăn khắc khổ nào khác. Bạn đã yên tâm chưa nào?